có thầy đã đi rồi thì bà con mới đi theo. Theo thì thầy mới nói là trở về trên cái mái thiền đình đó có một cái mo cao, có cái mo cao rồi trong đó nó có cờ ngũ sắc như cán cờ này kia để cho bà con uống. Chào quý cô bác quý anh chị đang xem kênh Sống Một Bé Hành Trình. Thì hiện tại Kỳ Gâu đang có mặt tại chùa đình chùa Tòng Sơn, nơi của là nơi Phật thầy Tây An đã về đây để mở khai mở đạo. Thì sẵn đây Kỳ sẽ nhờ ông Bác Tám để giới thiệu đôi lời về ngôi chùa Tòng Sơn. Dạ con chào Bác Tám. Dạ. Thì con cũng có làm kênh đó, thì hôm nay con cũng nhờ Bác Tám đi dắt con giới thiệu về ngôi chùa Tòng Sơn ở đây. Dạ Bác Tám, cái này là chỗ này thờ gì ạ? Thờ ở đây thì một cái miễu thờ, nghĩa là thiên địa, đó là một cái miễu thờ trời đất. Dạ. Vì trời đất có trước mình mới dựng được cái chùa sau, cho nên dạ, người ta thờ trước một cái chùa. Dạ. Trước miễu sau chùa là như vậy. Dạ. Dạ. Vậy đây có mấy cây đa, đây là tuổi thọ hình như xưa tới giờ là không Bác Tám? Cái cây bồ đề này thì nó cũng không lớn hơn khoảng chừng 50 năm hả, trên dưới chút đỉnh. Dạ. Hay là bên kia cái da cũng vậy, thì nó cũng trên dưới chục đỉnh nha, không lâu. Dạ. Thì ở trong phía trong là có để khế đại cái để cái chằng điều không ta? Cái đó như người ta để mà tượng trưng một cái nơi ấy, chứ người ta thờ hai cấp là thiên địa. Dạ. Chứ không có... ở trên là thiên với địa. Là địa. Dạ. Thì ở đây có hai bát hương với đại khái để cũng đơn giản thôi, đại khái là thờ thiên địa. Thì hai bên là có hai ông hạt đứng hai bên. Thì con nhà Bác Tám nhắc cái dòng chùa nha. Ồ, phía bên đó có cái cây bự quá Bác Tám, cái cây đó là lâu không Bác Tám? Cây đó là cây da nhưng cũng theo như cũng 50 năm trên dưới chút đỉnh hả, chứ không có. Tại vì em nó 54 tuổi nhưng mà nó nói hồi trồng nó biết. Dạ. Thì nó cũng phải trên dưới 50 năm mà chứ nó không nói. Dạ, vậy là cái cây da với này là cây da di tích luôn Bác Tám? Dạ. Ồ, quá bự rồi ha. Dạ. Khoảng 50 năm mà bự quá tàn bự. Cái này mình có thể mình đi vô trong nữa. Mình đi vô trong nó vậy đó, đi vô khó. Dạ. Thì ở đây là có đại nè, cây da di tích bảo vệ cây tưởng nhớ Đức Phật. Và đại khái là Phật thầy Tây An đó quý bác quý anh chị. Thì ở trong cái cây thân cây nè, có bộ rễ nhưng mà mình đi vô trong được luôn á, rất là bự luôn. Và to. Cái này em quay hết thì em quay ngoài này chụp vô cái cảnh này cũng đẹp. Dạ, thì cái cây da nhìn rất là đẹp quý cô bác anh chị. Bộ rễ leo là hình như là tới đó là đâu có leo ra nó không Tám, hay mình có sửa không? Đáng lẽ là tôi sửa cây cây thì nó thân tông trong cái này chầm rễ, ngoài là tôi là người chầm rễ. Ồ, đẹp quá, tàn đẹp ha. Dạ, cho nên thấy một cái cảnh như cây lâu năm đẹp cảnh. Dạ, quá tàn đẹp rồi. Có trái luôn. Dạ, quấn này nó có trái, thì cái mùa trái của nó. Dạ. Rồi, vô con nhà Bác Tám chắc vô chánh điện mình tham quan luôn Bác Tám. Thì đây là chánh điện nơi để cái trên là để Phật thầy đó quý cô bác anh chị. Trùng tu ngày 8 tháng 4 năm 1963. Bên đây là trùng tu ngày rằm tháng 3 Quý Mão. Cái này là Quý Mão đó là sao Bác Tám? Như cái năm Quý Mão. Ừ. Người đó là em nói là người ta biết đó. Đại hồi cơm như cái năm đó là cái năm Quý Mão. Dạ, đại khái năm Quý Mão ha. Dạ. Thì ở đây là cái nơi thờ chánh điện ha Bác Tám. Ở trên thì có chữ tạo. Cái nơi chánh điện chùa. Dạ. Ở trên thì Tam Bảo. Nơi đây là một nơi bằng ngôi thờ Phật thầy và đây là 12 ông đạo. Vậy là cái ở dưới này là thờ 12 ông đạo ở dưới Bác Tám. Dạ. 12 ông đạo thì dưới này, còn ngôi đó thì Phật thầy, trên đó là Tam Bảo. Dạ. Phật thầy. Vì là để những cái ghế này là với cái bàn đó là mang ý nghĩa là để cho những cái vị cái này để tượng trưng cho nếu là một cái người ở đó người ta có những cái ghế người ta ngự. Ừ. Và đây thì những cái gối để nghỉ ngơi. Dạ. Nhưng mà cái này tượng trưng chứ chắc là giờ thì đại khái là tượng trưng để cho dạ, cái thế hệ cho sau này. Dạ. Con em thế hệ sau để như con để biết nhiều hơn cái những cái di tích của cái ông bà xưa ta để lại ha ông Bác Tám. Dạ, dạ. Thì ở đây là những cái gối, đại khái cái gối là con thấy nhưng mà con không hiểu Bác Tám. Cái này người ta để 12 cái gối này người ta tượng trưng cho 12 ông đạo đó. Ừ. Người ta
để vậy. Vậy là giống như mình để ngồi hay là sao, thắp cho người ta ngồi để cho người ta nằm người ta nghỉ. Ừ. Nhưng mà này để tượng trưng thôi chứ còn những cái vị này thì mình không. Dạ dạ dạ. Thì hình trong này đại khái là ý nghĩa vậy. Thì ở đây có những bình thức, bình trà để cho các ông đạo. Ở đây là thờ 12 ông đạo này không bác? Dạ. Đây là bàn 12 ông đạo rồi những cái 12 cái chung này kia đó. Dạ. Thì để mình cúng hàng ngày. Dạ. Bác đáp trong cái này là mình để cái gì trong đó? À, đây là một cái, trước cái bàn thờ thì để giấy vàng để người ta dở lên, người ta thỉnh giấy vàng người ta uống để ta bị những cái bệnh này kia của mỗi người. Hình như cái này là từ có từ xưa không bác Tâm? Cái cây thì mình không chắc nó không xưa. Mà có giấy vàng thì đâu hồi nào tới giờ mình không biết. Ừ. Dạ. Thì ở đây là chỗ cái bàn để thờ Phật thầy. Dạ. Dạ. Để thờ Phật thầy thì để những cái chung. Là những cái gọi là cái để chầu cao đó quý quán chị. Dạ. Những cái khay. Dạ. Thì ở đó, ở trong đó là như có cái gì đó, có trong đó có cái di tích để mà của tóc Phật thầy hay là những tấm trần điều đồng tiền xưa đồ của Phật thầy ở nơi đó. À đây con xin phép hôm qua con quay dặn là cho quý quán chị xem. Nói chung thì mình dở con bực quý chị xem đại khái quý quán anh chị. Thì ở trong cái hộp đó, cái để trong cái lồng kiến đó là tóc của Phật thầy với mà đồng tiền xưa đó ha bác Tám. Tấm trần điều. Dạ. Hình như mấy cái vật đó là hình như cái tới lễ này kia mình mới dở ra được hay sao? Tới lễ mới dở ra, còn nếu mấy người mà đi làm riêng với em vậy thì người ta không mấy hạn chế ha. Người ta. Dạ. Nói chung thì chị chỉ làm đại khái thôi. Thì tại vì cái phần đó thì nhiều khi trong cái lễ lọc của chùa đình thì sẽ lấy ra để giống như vệ sinh hoặc là phải không bác Tám? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì ông mày bác Tám dắt đi theo ha. Đi ơi qua. Ô cái chỗ này là để nguyên cái ở trong này luôn đó bác Tám. Đẹp không? Ờ cái báo đáp cho con hỏi cái này là cái di tích lúc Phật thầy về Tòng Sơn nào phải không? À, đây là coi một cái di tích của Phật thầy về Tòng Sơn. Hồi đó thầy ở nhà đình rồi. Dạ. Nói là có một cái cây gãy cái nhánh xuống cản đường đó, rồi mọi người đến kéo. Dạ. Rồi cùng thầy kéo lên để cho dọn dẹp đường xá đi lại. Dạ. Một câu chuyện rất là hay. Dạ. Vậy là cái đình này là có từ xưa luôn hay bác? Cái này nó có đâu hồi cũng lâu rồi. Ừ. Đó cái đình ở bên kia, bên cái đình bển. Dạ. Rồi sau này người ta mới vẽ lên tượng trưng. Chứ hồi đó đây thì có gò đất khoảng 5-6 chiếc đệm. Thì có những người lớn tuổi người ta nghĩ là nói là sắp giết thầy ở nhờ mấy hàng đình quét lá da cứu đời độ bệnh, thì đây có gò đất khoảng 5-6 chiếc đệm. Rồi mới. Dạ. Có cây da người ta mới cất lên một cái chùa để tôn kính một vị Phật đắc đạo nơi đây. Dạ. Dạ cho nên khuôn liễn thờ nãy có kể nghe đó. Dạ. Thì ngày mai bác đáp dắt đi ba phía sau mình xem tiếp nha. Coi mình đại khái là mình tham quan ngôi chùa. Dạ. Thì ở đây là cũ quyền. Ở đây là một cái bàn thờ cũ quyền. Đúng. Dạ. Là chánh điện đây là một cũ quyền để mà ở chùa, mỗi chùa đều có một cái bàn cụ quyền để tôn kính ông bà mình. Dạ. Đại khái hình như là cụ quyền trăm họ không có tách. Dạ, cụ quyền trăm họ em. Dạ. Nghĩa dạ. Là trăm họ chứ không phải là riêng đây của đại số qua. Thì đại là đại khái là cụ quyền nhưng mà là cụ quyền trăm họ. Thì nói chung họ nào cũng có ở Việt Nam mình, họ nào cũng có là thờ hết quý quán của anh chị. Dạ. Dạ. Bên đây là cái bàn thờ tổ quốc. Dạ. Thì nếu mà một cái chùa thì có những cái mình phải nhờ những cái công ơn của tổ quốc. Dạ. Cho nên đây là một cái bàn thờ tổ quốc để mình. Dạ. Tôn kính các ngài. Dạ. Vì những bậc tiền nhân xưa là đã có công hay không ta? Dạ. 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 Rồi ở đây còn ở đây là thờ. Ở đây là những cái ngôi thờ của tâm quan như quan thượng đẳng đại thần, chư quan cổ thần, chư vị thiên thần, chư vị năm non bảy núi là những cái ngôi này. Dạ. Để mình trong cái bài cúng mình đã có nguyện một giọt các vị đó. Dạ. Cho nên ở đây là mọi những ngôi thờ của các vị. Dạ. Để mình tưởng nhớ các vị chăm quan cụ thần đấy em. Mấy các cái vị anh hùng dân tộc hồi xưa nay đấy em. Dạ. Phía trên là hình của di ảnh của ông Nguyễn đó quý quán anh chị. Dạ. Anh hùng dân tộc. Ngày Nguyễn Trung Trực. Rồi còn ở đây là thờ không hay quá hay để hình chữ bác ta. Cái này thì để một cái hồi trước để một cái hình của ông Đức Bình Giáo Chủ, nhưng mà sau này người ta không có cho để nữa, thành ra lấy xuống.
Dạ. Mình cũng đến mình kính các vị nơi đây. Dạ. Vị nào cũng kính. Dạ. Dạ. Thì đại khái cái ngôi chùa ở đây thì hôm nay Kỳ cũng tham quan, nãy giờ Bác Tám cũng nhắc đi để mà giới thiệu những cái ngôi thờ phượng ở trong chùa Đồng Sơn. Thì con cảm ơn Bác Tám, nãy giờ cũng đã giải thích và cho con hiểu thêm về ngôi chùa Đồng Sơn đây. Con cảm ơn Bác Tám rất là nhiều. Hẹn quý bác quý anh chị ở những video tiếp theo của Kỳ.